Xin kính chào toàn thể mọi người đã trở lại với kênh Hoa Cây Cảnh của mình. Tiếp theo ở video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu tới tất cả các bạn một số cái sản phẩm, những cây chay công trình hiện tại đang có trong vườn nhà mình. Trước mặt mọi người đây là một cái cây chay công trình có vành gốc 70cm. Nó đang có chiều cao thấp thân khoảng 2,2m. Cây nó có tán ngang tầm khoảng 3,5m và cây có chiều cao tổng thể là 4,5m. Đấy, trước mặt mọi người đây là một cái cây chay nó đã được trên 10 năm rồi, 15 năm rồi, đang có vành gốc là 70cm đây. Đó, rất cây này thì nó có tán tròn nha các bạn nhé. Cây này nó có tán tròn. Đây là cái giống chay ruột đỏ miền Bắc nhé. Toàn bộ những cái cây chay trong vườn nhà mình là loại chay ruột đỏ miền Bắc. Đó, cây này nó có tán tròn bốn xung quanh đều. Đó, rất phù hợp cho các bác trồng sân vườn biệt thự. Đó. Ở đây thì em sẽ đi cận cảnh cái phần gốc cho tất cả mọi người cùng xem. Đó. Đây là cái phần gốc cây này. Phần gốc cây này nó là vanh hiện tại chỗ của nó là hiện tại chỗ này đang là 70cm nhé. Đó, cây thì rất là u biếu này. Đó. Cây rất là u biếu này. Cây hiện tại đang thoát thân khoảng 2,2m nhé. Đó, tán tròn, bóng đều. Đó. Hiện tại thì cây chay này nó đang bắt đầu ra cái nứa quả tiếp theo. Thì mọi năm thì nó một cây chay nó ra khá là nhiều quả, hàng tạ quả nha các bạn. Đó. Cái bóng rất là rộng và mát. Cây này thì là mọi năm thì là quả nó ra khá là nhiều. Thì để chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng là cây này nó đã ra quả thì tránh một số trường hợp thì các bác thắc mắc, thì nhiều bác trồng cái cây chay đến lúc nó rất là to nhưng mà không có quả, thì hôm nay em chứng minh cho các bác là cây chay nó đã có quả nhé. Thì mọi người có thể nhìn xuống cái phía gốc này, đây rất nhiều các cây chay con nó đang mọc ở dưới gốc đây. Đây là chứng minh cho những cái vụ trước mà quả nó đã chín rụng, nó sẽ mọc lên những cây như này nha các bác nhé. Đó, cây chay trong vườn nhà em là tất cả đều ra quả hết rồi nhá. Đây này, các bác có thể nhìn thấy là nó rụng ra rất nhiều quả và nó nên rất là chi chít những cái cây chay con như thế này. Đó. Mọi người ngắm lại qua một lượt cái cây chay này. Đó, đây là phía sau này. Phía sau phần gốc này. Đó. Phía này nó hơi ngược nắng một chút. Đây, phần tán nó đây. Cây này tán rất là tròn đều nhá. Đó. Bác nào mà có cái nhu cầu mà muốn mua ấy, cây chay vanh 70 này, cao 4,5m này. Vanh gốc 70 cao 4,5m, thoát thân 2,2m này, thì liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Thì mọi người có thể liên hệ với em qua số điện thoại nhé, qua số điện thoại trên Zalo nhé. Em sẽ báo giá trực tiếp cho tất cả các bác nhé. Đó, em báo giá trực tiếp cho tất cả mọi người. Giá rất là hợp lý thôi. Đó, phù hợp cho tất cả mọi người về trồng sân vườn biệt thự. Tiếp theo thì em sẽ chuyển sang một cái cây nhỏ hơn. Tiếp theo xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một cái cây chay ruột đỏ. Một cây chay ruột đỏ nữa. Là cây này nó có vanh sắt gốc là khoảng cũng 70. Đó, gốc gần tương đương như cây kia, nhưng mà cây này nó phân nhánh cách gốc tầm khoảng 80 phân. Đó, gần 1 mét là nó sẽ phân thành hai gốc như thế này. Hai cái thân như này nhé các bác nhé. Đó, đây các bác có thể nhìn cận cảnh đây. Phần gốc của nó này. Vanh cũng 70 nhá. Vanh 70. Đó, cây này cũng cao tầm khoảng 4,5m. Đó, hai thân. Đó, cây này thì là tán xung quanh thì cũng tương đối là đều. Đó. Cây này nó là hai thân nhé các bác nhé. Toàn bộ những cái cây này cũng đã có quả nhé. Đấy, những cái quả nhỏ này nó đang là đầu mùa nhá, quả nó còn nhỏ các bác nhá. Đấy, cho các bác xem ở phía dưới đây. Rất nhiều cây chay con đây nhá các bác nhá. Để chứng minh vụ trước rất là nhiều quả chín rụng đây. Đó. Đây phần gốc của nó đây. Ở đây không phải là bị mục đâu nhá các bác nhá. Đây là cái phần vỏ là nó bị sần sùi nhá. Vỏ nó sần sùi, đây là cái lớp này, lớp biểu bì lớp da đây nhá. Biểu bì nước da này vẫn còn nguyên lành nhé, không có vấn đề gì nhé, không phải bị sâu xi gì cả nhé.
đó. Đây phần rễ nó đây này, phần rễ này đó, phần rễ này này, rất là nành cây nhá, cây chay ruột đỏ miền Bắc. Đó, vườn nhà em hiện tại có khoảng gần chục cây cơ, từ to đến nhỏ nhé. Tiếp theo em xin chuyển sang cái cây thứ ba. Ở trước mặt mọi người đây là một cái cây chay có vanh gốc khoảng 45. Đó, có vanh gốc khoảng 45 nha các bác nhé. Cây này có chiều cao khoảng 4m. Đấy, cây có tán ngang rộng khoảng tầm 3m nhé. Cây nó có chiều hơi dáng hơi bay. Đó, hãy các bác nhìn xem. Đây là những cái quả con nó đang ra này, những cái quả con nó đang ra này. Đó, đó, các bác có thể là ngắm qua một lượt cái cây chay này, vanh khoảng 45 nhé, dáng bay. Đây, các bác nhìn này, dáng nó hơi uốn lượn sang phía bên tay phải này. Đó, xong rồi cái đầu nó ngóc lên này. Đấy, tay cành đầy đủ nhá. Các bác mà thích cây nào ấy thì hãy liên hệ từng cây một cho em qua số điện thoại em để trên màn hình, qua Zalo thì em sẽ tư vấn cụ thể và em báo giá trực tiếp cho các bác nhé. Ở đây có một cái cây chay này có vanh gốc khoảng 50 này. Cây này có chiều cao thoát thân là khoảng 1m7. Đấy, bóng tán rộng. Đó, cây ngay chỗ rìa bờ ao. Hiện tại cây đang ra khá là nhiều quả này các bác này. Đây, đây là những quả chay của nó đây. Đó, đang rất nhiều, đang ra rất nhiều quả nhá. Đấy, cây này nó có chiều cao tổng thể khoảng 3m rưỡi đến 3m8. Cây có tán rộng khoảng 3m. Cây có chiều cao thoát thân khoảng 1m7. Đấy là khi mà cây nó nằm nghiêng này thì nó là thoát thân 1m7 nhé. Khi nó đứng lên thì nó tầm khoảng 1m9-2m nhé các bác nhé. Đó, đây là cây thứ tư rồi. Đây là cây thứ tư trong vườn nhà em rồi. Đó, đây là em sẽ báo quay cho tất cả các bác xem những cái cây nó từ to đến nhỏ nhé. Em sẽ quay những cây từ to đến nhỏ cho các bác xem. Tiếp theo là một cái cây chay ruột đỏ nữa. Cây này nó có chiều cao thoát thân khoảng 2m rưỡi. Đó, cây này nó có vanh gốc 45. Cây có tán rộng khoảng 3m nha các bác nhá. Có chiều cao tương đương là khoảng 3m8 đến 4m. Đó, nó cũng xem như những cái cây vừa rồi. Đây là cái cây này là cây thứ 5 rồi. Đó. Tiếp theo em lại sang một cái cây chay tiếp theo trông khá là đẹp và côn cây. Đó, xin giới thiệu với tất cả mọi người đây là một cái cây chay, cũng là một cây chay ruột đỏ nữa. Cây này có chiều cao thoát thân khoảng 2m nhé. Cây nó có vanh gốc khoảng 50. Đó. Cây khá là xanh tốt, cây này nó có chiều cao khoảng 4m. 4m nhé các bác nhé. Cây có tán rộng là 3m rưỡi. Đó. Đấy, các bác hiện tại thì em đã giới thiệu cho tất cả các bác những cái cây các bác đã xem, thì các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để trên màn hình nhé, qua số Zalo của em để trên màn hình. Đó, để em báo giá từ cây một cho các bác. Đó, rất là đẹp. Ở góc này thì mọi người có thể nhìn thấy cái cây ở cái hướng phía đằng sau. Cây này nó có bộ rễ rất là đẹp này. Đó, ngoài 6 cái cây to đấy thì em còn một số cây nhỏ nữa nhá các bác nhé. Ở đây thì em có cái cây nhỏ này, nó có vanh gốc khoảng 20 năm này. Vanh gốc 25 đến 27 đây này. Cây này nó có thoát thân khoảng 1m6 này. Đó, cây này thì giá tiền thì nó ít thôi. Cây này em đang giao dịch là 1,5 triệu. Cây này nó đang có chiều cao khoảng hơn 3m này. Đấy. Đấy, tại sao là những cái lá mà nó đã rụng bớt đi như này rồi, là bởi vì là em đã đánh chặn gốc nhá các bác nhá. Em đã đánh chặn gốc này, đã khoanh vầng này và đang ra rễ phụ rồi nhá. Các bác về nhổ nhấc về cái là các bác đặt, các bác trồng cái là sống 100% ngay nhá. Đây là những cây đã dâm ủ nhá các bác nhá. Đó. Thì cây này là em đang giao lưu với giá 1,5 triệu thôi, rất là rẻ. Nếu mà các bác ở quanh Hà Nội, những cái tỉnh lân cận quanh Hà Nội thì
Cái phí ship thì em sẽ ghép xe thì nó chỉ tầm rơi khoảng mất thêm vài trăm nghìn tiền cước thôi. Đó. Đây là cái cây chay, tất cả giống chay này đều là giống chay ruột đỏ nhé các bác nhé. Đây em sẽ cận cảnh cái gốc cây cho mọi người xem. Đây cái gốc của nó đây các bác này. Đó, cái gốc của nó đây này. Đó. Đó, rất là to nhá. Cái này em đang giao lưu với các bác là 1 triệu rưỡi thôi nhá. Đó, 1 triệu rưỡi là các bác đã có cây chay công trình các bác trồng ở sân vườn rồi. Đó. Cây nhỏ thì trồng nó càng bền. Đó. Đây là cây số 7 rồi nhá các bác nhá. Cây số 7 rồi. Đây tiếp theo là một cái cây chay có cái thoát thân khá là cao, khoảng 2 mét rưỡi các bác nhé. Cây này nó cũng có vanh gốc khoảng 2 năm. Đó, cây này có chiều cao khoảng trên 3 mét, 3 mét rưỡi, rất là cao. Đó, cây này nó có dáng thẳng này, thoát thân cao này. Đó, cây này em cũng đồng giá với cây số 7 là 1.500.000 nhé các bác nhé. Đó, tất cả những cái cây này là em đã dâm ủ và đánh vần chặn gốc như và ra rễ phụ rồi nhá, các bác về trồng một cái là sống ngay. Đó, em sẽ đi gần cái gốc cho các bác xem này. Đây phần gốc của nó đây này. Đó, cây già rồi. Cây chay này cũng tất cả đã có quả rồi nhá, các bác về trồng cái là sang năm cả ra cành mới là sẽ có quả luôn nhá. Đó, đây này, đây là những cái cây con của nó này. Đây các bác nhìn thấy chưa, những cây chay con đây này. Đó, cây chay con này. Đó thì cây này nó cũng đang mùa này nó đang chuẩn bị ra quả tiếp theo nhé. Nó ở khu vực này thì nó hơi vóng một chút. Đấy, quả nó không được sai. Đó. Tiếp theo đây là một cái cây chay thứ 8. Đây là cái cây chay cuối cùng có trong vườn nhà em. Đây là một cái cây chay có vanh gốc lên đến khoảng 33 vanh sát gốc nhé. Vanh phía trên thì là khoảng dao động tầm khoảng trên dưới 30. Đó, cây này cũng có chiều cao khoảng 3 mét rưỡi này. Đấy, vừa rồi em đánh chặn gốc rồi, đã ra rễ rồi. Hiện tại thì lá to đã rụng và ra rất nhiều lá non. Cái này hơi ngừng nắng một chút, các bác chịu khó theo dõi thì lát sẽ em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem. Đó, đây là cái phần đấy, phần gốc, phần thân của nó đây. Cây này nó thoát thân khoảng 2m3 nhé, 2m4. Đó. Hiện tại thì cây đã ra rễ phụ, các bác về trồng một cái là sống ngay. Đây các bác có thể nhìn trên phía trên là những cái lá nộc non đang ra rất là nhiều, cây rất là khỏe nhá. Đó, tán này có chiều ngang tán rộng là khoảng 2m8 nhá. Đấy, tán rộng khoảng 2m8 nhá. Đó, các bác mà đánh cái này về các bác trồng một cái là nên luôn, bao sống cho các bác luôn, không bao giờ. Đây, cái cây này là cái cây em trồng từ nhỏ nhá, tại chỗ ở cái vườn này nhá, em đã đánh chặn xung quanh gốc này. Đó, xung quanh gốc này và em đã ủ lại đất. Tất cả nó đã ra rễ mới rồi nhá. Tất cả đã ra rễ mới rồi. Đó. Đây các bác có thể nhìn này. Rất nhiều cái rễ mới này. Đó, rễ mới này. Thấy chưa? Rất nhiều các rễ mới. Các bác về trồng cái là đảm bảo sống ngay. Đó. Thì cái cây này em đang giao lưu là giá 2 triệu thôi các bác nhá. Giá 2 triệu thôi, rất là rẻ thôi. 1 triệu rưỡi với 2 triệu một cây. Nếu các bác còn không có điều kiện kinh tế chơi cây to thì là các bác hãy mua những cái cây như này về để các bác trồng sân vườn biệt thự. Đó, sang năm là có quả ngay. Đó, sau đây thì em sẽ giới thiệu một số các hình ảnh mà đơn vị của em đã đánh vận chuyển cây cho khách, các bác cùng xem nhé. Để cái tay kia kìa, thưa là để cái câu kìa. Thôi vừa rồi. Rồi. Đang
Ôi. Vừa rồi. Đặt cây này giữ kiểu gì? Đừng thả mương nhá. Từ từ cởi cái dây, cởi cái dây ở gốc cao kia ra kìa. Cởi cái dây ở gốc cao kia ra đã mới nâng được. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.